trả giá. Em chào anh Quân, hôm nay anh gọi em tới có chuyện gì ạ? Cuối tuần là ngày bấm máy phim bom tấn mới của em rồi, có phải anh muốn dặn dò em gì không? Cô ngồi đi, cuối tuần cô không phải đi đâu hết. Hả? Sao thấy anh? Lịch quay đổi phải không ạ? Trời đất ơi, bên đó làm ăn không chuyên nghiệp gì hết. Lịch quay vẫn giữ nguyên, nhưng đạo diễn đã gọi cho tôi để hủy vai của cô. Nữ chính không phải cô nữa. Không phải, đạo diễn Bình đã nói vai diễn đó để Donnie đóng dài cho em hay sao? Có phải cô mới bước chân vào làng giải trí đâu mà lại ngây thơ đến vậy? Cô biết Thùy Vân không? Thùy Vân? Ý anh là hot girl Thùy Vân mới nổi từ series phim sitcom tuổi teen mới nổi từ đầu năm nay. Con bé đó có gì đâu nhỉ? Thực lực chưa biết như thế nào, nhan sắc thì bình thường, chẳng có gì nổi bật hết á. Minh Ngọc ơi là Minh Ngọc, Thùy Vân đang là hot girl nổi tiếng trong giới trẻ, là người dẫn đầu trong các xu hướng thời trang. Tuy là một gương mặt mới toanh, nhưng hiệu ứng truyền thông mà cô ta tạo ra hứa hẹn sẽ vượt sức tưởng tượng. Đạo diễn Bình nói mà không chịu giữ lời, ông ta quá quát lắm. Từ giờ em sẽ không thèm tham gia phim của ông ta nữa. Cô tưởng tham gia phim của ông ta mà dễ sao? Album của cô bị xuống hạng trầm trọng trên các trang web mạng âm nhạc. Cô lên xem MV của mình được bao nhiêu lượt xem so với MV của Thùy Vân hả? Bây giờ truyền thông giải trí là một cuộc đua đấy. Nếu tình hình cứ thế này, để đảm bảo doanh thu và hình ảnh công ty, tôi và ekip sẽ phải cho ra mắt một thần tượng giải trí khác trẻ, đẹp, có năng lực hơn cô để thay thế vị trí của cô. Chị Minh Ngọc, đến với lễ trao giải vinh danh nghệ sĩ trẻ năm nay, chị có cảm nhận gì ạ? Tôi nghĩ rằng lễ vinh danh các nghệ sĩ trẻ năm nay sẽ rất vui, vì có rất nhiều bạn trẻ tài năng giành được nhiều thành công trong năm qua. Là một nghệ sĩ bước vào showbiz một thời gian, chị có sợ sự xuất hiện mới mẻ của họ sẽ khiến mình bị nhạt nhòa và công chúng sẽ quên lãng mình không? Không, tôi không có sợ. Tôi chỉ hết mình với đam mê và đóng góp cho nghệ thuật. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ bị khán giả bỏ quên. Kìa, hình như Thùy Vân vừa đến đấy. Nhanh lên, ra đó đi. Anh Quang Vũ, anh tới lâu chưa vậy? Sao hôm nay không qua đón em? Anh cũng mới tới thôi. Anh Vũ, anh đợi em lâu rồi phải không? Chứ sao nữa, hôm nay em xinh quá. Anh vào trước đi, nhớ giữ chỗ bên cạnh anh cho em đó. Chào chị Ngọc, hôm nay cũng sân si đến đây hả? Sao, bị tôi giành vai diễn, chị tức tối đến mức muốn giành luôn người yêu của tôi hả? Bây giờ chị hết thời rồi, tránh xa anh Quang Vũ ra nha chưa? Cô... Cô làm gì vậy? Cô cố tình phải không? Em vô ý quá, em xin lỗi chị nha. Giờ chị nên biết vị trí của mình ở đâu. Chị già à. Alo, ngoại à, con nghe nè ngoại. Con đang làm gì thế? Dạo này bận lắm không? Lâu không thấy con về, ông ngoại nhớ con quá, cây ngà cứ nhắc chị suốt đấy. Con bận lắm ngoại ơi, đóng phim liên tục à, lịch trình thì kín mít, con còn đang chuẩn bị thu âm bài mới nữa. Ngoại nói cái Nga, cuối năm Tết con về nghe ngoại. Ngoại biết cháu gái ngoại là nghệ sĩ nổi tiếng, ngoại tự hào về con lắm. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng ham làm việc quá mà bị ốm con ạ. Dạ vâng, con nhớ rồi. Ngoại ơi, con đang đi dự lễ trao giải, bận lắm. Để lúc rảnh con gọi lại cho ngoại nha. Ngoại giữ sức khỏe nha ngoại. Con chào ngoại. Nếu tình hình cô cứ thế này, để đảm bảo doanh thu và hình ảnh công ty, tôi và ekip sẽ phải cho ra mắt một thần tượng giải trí khác trẻ, đẹp, có năng lực hơn cô để thay thế vị trí của cô. Bây giờ chị hết thời rồi, tránh xa anh Quang Vũ ra nha. Alo, dạ anh Quân, em quyết định rồi, cứ làm theo cách anh em mình bàn đi anh. Sao Scandal là người thứ ba xen giữa cặp đôi giữa người mẫu Vivi và Nam Vương Trần Long, diễn viên ca sĩ Minh Ngọc vẫn rạng rỡ xuất hiện ở buổi ra mắt bộ phim Giấc Mộng Đêm Hè. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh. Lộ danh tính bạn trai đại gia giấu mặt của ca sĩ Minh Ngọc, tâm sự đầy nước mắt của diễn viên Minh Ngọc, người ta nói tôi là kẻ thứ ba.
Minh Ngọc dính nghi án giao kéo. Thực hư chuyện phim giả tình thật của diễn viên Minh Ngọc và Nam Vương Trần Long. Giữa tâm bão scandal, Minh Ngọc bất ngờ ra mắt MV ca nhạc mới. Yo, chúc mừng sản phẩm mới của Minh Ngọc, cán mốc 10 triệu được xem. Chị Ngọc, sự trở lại lần này của chúng ta rực rỡ quá. Đầu đầu cũng thấy dân tình xôn xao và nhắc đến tên chị hết. Tất cả là nhờ Minh Ngọc đã chịu khó vất vả. Cứ thế này thừa thắng xông lên nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh em cứ ăn uống thoải mái, hôm nay tôi khao. Alo, tôi Minh Ngọc nghe đây. Em nghe đây chị. Chị đến ngay viện tim đi. Ngoại bị đột quỵ rồi, đang hôn mê bất tỉnh đó. Sao đột nhiên ông lại bị đột quỵ? Chị đã dặn em phải chăm sóc ông cẩn thận cơ mà. Ông thấy hàng xóm cứ nói xấu chị hoài à, đòi em cho xem các bài báo đăng tin scandal của chị và đọc hết các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội về chị. Ông sốc quá, lại có tiền sử cao huyết áp nữa nên bị nhồi máu cơ tim. May mà cấp cứu kịp thời. Tại sao em biết ông không khỏe lại cho ông xem và đọc mấy tin bài vớ vẩn đó chứ? Chị có biết hàng xóm trên dưới đều xì xào bàn tán về chị không? Chị nói đi. Sự thật không phải như vậy. Họ đã hãm hại chị, viết sai sự thật về chị đúng không chị? Chị khi đọc những lời bình luận ác ý tiêu cực, ông ngoại quá sốc và quá thất vọng. Ông không chịu được khi người khác nói về cháu gái của ông như vậy. Ông đau lòng vô cùng. Ngoại ơi, con xin lỗi. Ngoại tỉnh dậy đi ngoại. Xin hãy mở mắt ra nhìn con đi. Con sẽ không bao giờ làm ngoại buồn nữa đâu. Con sai rồi ngoại ơi. Con hối hận lắm rồi ngoại. Giả tiếng lợn kêu. Xin kính chào quý khán giả. Buổi diễn này có sự tham gia của ngôi sao sáng, chuyên đóng vai chú hề Gary. Đừng bỏ lỡ thưa quý vị. Nghe nói hôm nay có Gary nên tôi phải đến xem cho bằng được. Tôi cũng vậy, hầu như ai đến đây cũng vì muốn được tận mắt thấy Gary biểu diễn hết. Thưa quý vị, trước khi đến với phòng biểu diễn của ngôi sao nổi tiếng Gary, mời các bạn đón xem tiết mục nghệ sĩ trẻ Toby. Hãy gọi Gary ra đây. Chúng tôi đến đây là để xem Gary, chứ không phải xem những kẻ vô danh biểu diễn. Xin mọi người dừng tay. Nó mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Các người quảng cáo là có Gary biểu diễn, là mọi người nô nức đến xem. Vậy mà nãy giờ lại bắt chúng tôi ngồi xem những trò diễn hề vớ vẩn này. Hãy mau gọi Gary ra đây. Gọi Gary ra mau lên. Lâu quá. Anh có biết những nghệ sĩ đây đã phải tập luyện vất vả thế nào hay không? Hãy xem đôi chân đầy sẹo của cậu bé này đi. Các người chỉ quan tâm đến người nổi tiếng, còn sự cố gắng và tài năng của những người khác, các người coi như giả rách. Các người có còn lương tâm hay không? Này anh bạn, tài năng là do khán giả phán xét. Nếu thực sự có tài năng thì nó đã nổi tiếng như Gary rồi. Gary, chúng tôi cần Gary. Anh hãy mau đưa Toby ra khỏi đây. Đừng đối co với khán giả, kẻo họ phá hết sân khấu bây giờ. Em có phải là một kẻ bất tài không anh Nick? Tại sao mọi người không đón nhận em chứ? Nè, em không bất tài là vì những người ngoài kia đã bị thành kiến của họ che mất cái nhìn khách quan mà thôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là phần được mong đợi nhất buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của một chú hề vô cùng nổi tiếng với những màn gây cười của mình, Gary. Lên, có Gary biểu diễn rồi kìa. Trời ơi, biết bao giờ em mới được danh Gary đây. Hôm nay tôi sẽ không biểu diễn những màn tung hứng hay giữ thăng bằng, mà tôi sẽ biểu diễn một tiết mục mà tôi chưa bao giờ biểu diễn trên một sân khấu nào hết. Anh giấu một con lợn trong áo khoác phải không? Tôi vừa kêu đấy, không có con lợn nào ở đây cả. Không thể bắt chước tiếng lợn giống như vậy được. Nếu anh không giấu, anh hãy cởi áo khoác ra để chứng minh đi. Đúng đây, bỏ áo khoác ra đi. Không hề có chú lợn con nào ở đây cả.
chỉ có tôi mà thôi. Tuyệt vời quá, thật là tài năng. Tài năng quá à. Tưởng gì, anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu. Anh nói anh có thể bắt chước tiếng lợn kêu như tôi sao? Tôi còn làm tốt hơn anh nữa kìa. Anh chỉ là một tên nhân viên quèn làm việc vặt ở gánh xiếc. Thôi đừng có khoác lác nữa. Có giỏi thì biểu diễn cho mọi người xem nào. Thế nào, anh cho phép tôi trổ tài trên sân khấu của anh chứ? Mời anh. Để xem cái tên khoác lác này làm được trò gì. Anh đúng là một kẻ tự tin thái quá. Cậu giả tiếng lợn kêu cũng giống đấy, nhưng không thể bằng Gary được. Đúng vậy, Gary vẫn là nhất. Làm sao mà bằng Gary được? Anh mau trả lại sân khấu cho Gary, mất thời gian của chúng tôi quá. Mọi người dám khẳng định là tôi giả tiếng lợn kêu không giống bằng Gary sao? Đúng vậy. Vậy thì mọi người xem đây. Anh đã đánh lừa chúng tôi sao? Xin lỗi mọi người vì cú lừa này. Là tôi chỉ muốn cho tất cả các khán giả ở đây thấy tài phán xét của chính các quý vị mà thôi. Làm sao một người giả tiếng lợn kêu lại giống hơn chính con lợn kêu được chứ? Hôm nay, thành kiến trong đầu các vị đã dẫn các vị tới sự ngu dốt nực cười. Tôi, một nhân viên quèn làm việc vặt ở gánh xiếc, xin kết thúc phần biểu diễn của mình, nhường lại cho anh, Gary. Khoan đã, Nick. Xin mọi người hãy cho tiết mục biểu diễn vừa rồi một tràng pháo tay nào. Tôi đã phải mất 15 năm mới trở thành Gary của ngày hôm nay. Tôi cũng đã phải chịu những lời mỉa mai và sự xua đuổi của khán giả khi tôi chưa nổi tiếng. Tôi đã từng rất nhiều lần gục đầu, muốn bỏ cuộc. Nhưng ánh mắt chăm chú của một cậu bé mỗi khi xem tôi biểu diễn đã kéo tôi trở lại với đam mê của mình. Nếu không có sự khích lệ từ cậu bé năm ấy, đã không có Gary của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi muốn xin quý vị một tràng pháo tay cho Nick, người đã vừa nhắc nhở tôi nhớ đến giá trị của sự cố gắng. Và cũng mong quý vị hãy luôn trân trọng sự cố gắng của mỗi người nghệ sĩ. Thế nào cậu bé, em đã nghe hết rồi chứ? Em sẽ luôn cố gắng và kiên định trên con đường của mình. Cảm ơn anh Nick. Người cha hóa hạt. Ngày xưa, ngày xưa, hai vợ chồng nhà kia sinh được một đứa con gái. Người vợ mất sớm, người cha một mình nuôi con. Ông làm đủ mọi việc, không quản khó khăn nhọc nhằn để mang lại cho con gái cuộc sống đầy đủ và sung túc. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi con gái chưa tròn tuổi trăng rằm, người cha lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cha ơi! Vợ chồng người chú đã chiếm hết của cải cha cô để lại và đẩy cô ra sống ở một túp lều nhỏ ven hồ nước. Người cha thương con nên hóa thành một con hạc có bộ lông vàng ống, ngày ngày bay đến thăm con. Tôi chỉ có cơm trắng thôi, hạc ăn cùng với tôi cho vui. Cô gái nhỏ không hề biết hạc vàng là do cha cô hóa thành, nhưng cô vẫn dành cho hạc những tình cảm thương yêu trìu mến. Hạc chăm tôi y như cha của tôi vậy, cảm ơn hạc nhiều lắm. Mỗi ngày trước khi bay đi, hạc để lại cho con gái một chiếc lông bằng vàng. Ôi, là vàng thật ư? Hạc thật tốt với mình. Mình sẽ làm gì với những chiếc lông vàng này đây? Cô gái đem bán những chiếc lông hạc bằng vàng đó, lấy tiền mua một chiếc khung cửi thật tốt và những loại sợi thượng hạng. Trời ơi, vải dệt khéo quá. Chất liệu cũng rất tốt nữa. Loại vải này hè mát đông ấm, quý lắm nha. Cô bán cho tôi nha. Tôi nữa. Nhờ chăm chỉ khéo léo và ngày đêm miệt mài bên khung cửi, cô gái dệt nên những tấm vải tuyệt đẹp. Nhờ đó mà cuộc sống của cô ngày một trở nên khấm khá hơn. Không biết con bé lấy tiền đâu mà mua được khung cửi và sợi tốt đến thế. Cả làng đang hạn hán mất mùa mà nó sống dư dả gớm, còn xây được cả nhà gạch nữa đó. Khi dệt tấm vải này, tôi đã nghĩ đến cha tôi. Màu nâu là màu của đất, màu quen thuộc của những người lao động luôn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Giá như tôi được may cho cha một chiếc áo thật đẹp từ tấm vải này. Cảm ơn hạc đã hàng ngày đến thăm tôi. Ngày mai hạc lại đến thăm tôi nha. Trời ơi, có phải con hạc đó để lại cho con bé một chiếc lông vàng không?
có phải là vàng thật không? Đúng là vàng thật đó mình ơi. Cháu ơi, sao cháu ngốc thế? Sao lại để hạt vàng bay đi rồi? Phải giữ nó lại mà nhổ hết bộ lông của nó đi chứ. Hạt vàng là bạn của cháu, cháu sẽ không bao giờ làm thế với hạt đâu. Nhưng nếu nó thay lòng đổi dạ, không đến nữa thì sao? Thím nghĩ nếu bắt hạt vàng mà nhổ lấy bộ lông của nó, đem đi cất đi, thì sau này nó không đến nữa cũng không có sao. Nếu cháu làm như thím nói, thì chẳng hóa ra cháu là kẻ vô ơn với hạt vàng hay sao? Ôi cháu tôi, nó chỉ là một con hạt thôi mà, nó có phải người đâu mà biết ai vô ơn hay không. Nếu nó không đến nữa thì cháu sẽ lại nghèo đói cho mà xem. Nếu hạt không đến nữa, cháu cũng sẽ luôn cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với hạt. Cháu dại lắm, cháu chỉ nghĩ đến ơn huệ mà không nghĩ đến cái được cái mất. Cháu ở yên trong đấy, chừng nào lấy được bộ lông hạt vàng á thì chú thím sẽ mở cửa cho mà ra. Thả cháu ra đi, chú thím thả cháu ra. Chú thím không được làm hại hạt vàng. Thả ra. Thả ra. Có phải hạt vàng kia không mình? Đúng rồi đó, nó đến rồi đó mình. Bắt được mày rồi. Mày đừng cố nữa, không thoát được đâu. Thả hạt vàng ra, cháu xin chú thím đừng có làm hại hạt vàng mà. Giờ thì thoát đằng trời nha. Chúng ta về tìm một chiếc hộp thật chắc chắn để đựng những chiếc lông vàng đi mình. Chờ tôi nhé, tôi sẽ giải thoát cho hạt ngay đây. Còn cầu xin ông trời cho con sức mạnh để mở được cánh cửa này. Ôi, con cảm ơn ông trời. Hạt vàng ơi, tôi đến cứu hạt đây. Chúng ta phải trốn nhanh đi thôi. Tôi sẽ không để chú thím gây tổn thương cho hạt đâu. Hạt ơi, hãy bay về trời đi. Hạt đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cố đứng dậy nhé. Một chút nữa thôi. Hãy đứng dậy và dang cánh bay lên đi, hạt ơi. Ông trời ơi, xin ông chữa lành đôi cánh cho hạt vàng. Điều con mong muốn nhất trong đời này là hạt vàng được dang rộng đôi cánh bay về trời. Hạt yên tâm trở về trời đi nhé. Nếu hạt có gặp cha tôi thì nhắn cha rằng con gái đã biết tự chăm lo cuộc sống của mình. Xin cha hãy an lòng. Giấc mộng của Rose. Ngày xưa, ngày xưa, có một vương quốc nọ, có một cô gái nhỏ tên là Rose. Rose từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô bé được mẹ con một người quá phụ nhận nuôi và đối xử như kẻ hầu người hạ. Ấy thế nhưng Rose càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhan sắc lại có phần vượt trội hơn cô chủ của mình. Nhanh lên, Rose! Nghe nói cô bé được nhà Lucifer nhận nuôi từ nhỏ, rồi coi như kẻ hầu người hạ, khổ cực vô cùng. Nhanh lên, Rose! Mày đang làm cái gì thế? Nếu mày cảm thấy thừa thải đồ ăn, vậy thì lát đừng có ăn tối nữa nha. Thật là tội nghiệp Rose. Cô bé vốn nổi tiếng ngoan ngoãn, tốt bụng, lại còn khéo léo vô cùng. Những tấm vải cô bé dệt thật sự rất đẹp và tinh xảo. Vậy là mẹ sẽ bán con bé Rose đi sao? Cuộc sống thì đang ngày càng khó khăn. Có người trả cho ta một số tiền lớn như vậy, ngu gì mà không bán con bé Rose vô tích sự ấy đi. Nhưng cứ từ từ đã, sắp tới ở Kinh Thành sẽ tổ chức vũ hội. Nghe nói hoàng tử muốn qua đó chọn vợ cho mình. Đến lúc đó con phải sắm sửa để đi vũ hội. Việc chuẩn bị có lẽ sẽ rất bận rộn, và Rose sẽ phải làm hết tất cả những việc đó trước khi bị đá đít ra khỏi nhà này. Tại sao họ lại có thể đem bán mình như một món đồ chứ? Mình đã tận tụy với hai mẹ con họ bao nhiêu năm nay, Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? Mình phải làm gì để thoát khỏi chuyện này? Nếu giờ bỏ trốn, mình cũng chẳng biết đi đâu, mà cũng không biết lấy gì mà sống. Cung điện,
Vũ hội hoàng tử. Nhìn xem, Rose của mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích vậy. Là nàng công chúa xinh đẹp luôn được hoàng tử cứu giúp lúc gian nan và lấy nàng làm vợ phải không mẹ? Ôi con gái của tôi. Phải rồi, cung điện, vũ hội, hoàng tử, chỉ có cách đó mới mong giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Bằng mọi cách mình sẽ đến vũ hội và sánh đôi cùng với hoàng tử. Đến lúc đó mình sẽ cho mẹ con và họ một bài học. Kể từ hôm đó, Rose vừa làm việc ngày đêm phục vụ mẹ con người quá phụ, vừa lén dệt thêm vải với hy vọng có thể giúp cô sắm sửa đồ đạc đi vũ hội. Ông chủ, với số vải này tôi có thể mua được bộ váy đẹp nhất của tiệm không? Bộ váy đẹp nhất của tiệm sao? Sao cô lại nghĩ số vải của cô đáng giá như vậy? Vải này tự tôi kỳ công dệt nên, nó đẹp hơn tất thảy những sấp vải ngoài chợ. Tôi tin rằng nó xứng đáng với mức giá đó. Vả lại, tôi đang rất cần tiền. Đúng là vải của cô rất đẹp, nhưng với ngần này mà muốn đổi lấy bộ đẹp nhất thì ta e rằng... Vậy thì thế này được không ông chủ? Ta rất thích sấp vải đó, ta sẽ mua lại nó với giá cao. Vì thế ông hãy lấy cho cô gái này bộ váy đẹp nhất cửa tiệm đi. Cảm tạ ngài đã giúp ta. Ân huệ này mai kia nhất định ta sẽ báo đáp. Được lắm, nhưng cô định báo đáp ta thế nào đây? Người biết vũ hội chọn vợ của hoàng tử chứ. Ta nhất định phải trở nên xinh đẹp nhất để lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Đến khi đó ta sẽ trả ơn ngài và trừng trị những người đã đối xử tệ bạc với ta. Tại sao cô lại đặt cược số phận của mình vào sự lựa chọn của hoàng tử? Cô thật quá mơ mộng và ngốc nghếch rồi. Ta không sinh ra là một người có tiền bạc, gia thế như ngài. Ta chỉ có thể trông mong vào cơ hội này để đổi đời thôi. Xin lỗi, ta phải trở về nhà trước khi hai mẹ con nhà họ phát hiện ra. Hẹn gặp lại ngài sau. Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với cô. Nào Rose, dù cho mày chỉ là một con bé nghèo khổ thì đêm nay hãy sống như một công chúa. Ôi wow, trong bộ váy cô ấy mặc kìa, mới lộng lẫy và kêu xa làm sao. Đêm hôm ấy, Rose đã lấy hết sự can đảm và tự tin để bước đến vũ hội. Nhưng thật không may khi Rose lại chưa thể gặp được hoàng tử vào đêm vũ hội đầu tiên ấy. Rose quyết định sẽ quay lại vào đêm vũ hội thứ hai. Cô cho rằng bộ váy của mình không đủ lộng lẫy và tỏa sáng để thu hút ánh nhìn của hoàng tử. Chính vì vậy, cô đã quyết định ký vào giấy nợ để có bộ váy lộng lẫy hơn nữa, cùng bộ trang sức đắt tiền. Rose muốn mình phải là cô gái nổi bật nhất đêm vũ hội. Bộ váy lộng lẫy hơn và trang sức đắt tiền hơn ư? Rose ơi là Rose, nếu cuối cùng cô vẫn không phải là người hoàng tử chọn làm vợ, thì liệu cô sẽ làm gì để trả được món nợ lớn này đây? Và có lẽ chính Rose cũng biết lần này cô không thể thất bại nữa. Vì đó thật sự là một khoản nợ lớn mà cô không thể trả được. Nhìn bộ váy cô ấy mặc kìa, một chiếc váy được thiết kế thật độc đáo. Nhìn những trang sức cô ấy đang đeo nữa, tôi chưa từng thấy nàng công chúa nào xinh đẹp đến như thế. Và rồi điều kỳ diệu đã đến. Cuối cùng thì hoàng tử cũng đã chú ý đến nhan sắc và sự lộng lẫy của Rose. Quả thực, trông Rose hoàn toàn khác biệt với tất cả những cô gái khác. Xin chào cô gái xinh đẹp, nàng có muốn nhảy với ta một điệu không? Ta chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp và thú vị như nàng. Chẳng hay nàng là con gái của quý tộc nào, nàng từ đâu đến đây? Nếu ta chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là địa vị thấp hèn, liệu chàng còn muốn khiêu vũ cùng ta không? Nàng đang nói một điều thật phi lý. Nàng đâu giống một cô gái bình thường, địa vị thấp hèn đâu. Rose. Dạ, đấy mẹ xem, con nói là rất giống con bé Rose mà. Ta làm sao mà ngờ được một đứa giúp việc nhà mình lại dám tham gia vũ hội chứ. Hả? Gì chứ? Người giúp việc ư? Thật không thể tin được.
vị thương gia kia nói đúng. Tại sao mình lại hy vọng một cuộc hôn nhân có thể thay đổi vận của mình? Sao lại mong cầu hoàng tử sẽ cứu rỗi cuộc đời mình cơ chứ? Không thể kết hôn với hoàng tử, đã vậy còn bị mẹ con nhà họ phát hiện nữa, rồi lại mang một khoản nợ lớn. Giờ thì mình phải làm gì đây? Bình tĩnh đứng dậy đi cô gái. Cuộc sống của cô không thể trông chờ vào ai ngoài chính bản thân của cô đâu. Chẳng phải cô từng rất tự tin về những tấm vải mình dệt hay sao? Cô hãy bắt đầu từ chính những điều cô có thể làm tốt nhất. Dệt vải? Đúng rồi, chỉ cần ta chăm chỉ dệt vải mỗi ngày, ta có thể nuôi sống chính mình. Nhưng giờ ta không thể trở về nhà Lucifer, lại mang một khoản nợ lớn. Chuyện dệt vải đơn giản kia e rằng cũng không thể làm được. Ta sẽ giúp cô trả món nợ. Cô hãy vào làm việc cho thương đoàn của ta. Ta chỉ có thể giúp cô đến đó thôi. Còn sau đó thì cô hãy tự cứu lấy mình đi. Cảm tạ ngài. Không hiểu sao ta lại may mắn được ngài nhiều lần cứu giúp như vậy. Nhưng ân huệ này ta nhất định sẽ báo đáp. Cái gì? Con bé râu nó dám bỏ đi rồi ư? Không, mất cả khoản tiền lớn của ta rồi. Từ đó, Rose theo thương đoàn buôn vải đến nhiều vùng đất mới. Với tài năng và sự tự lập của mình, cuộc đời Rose bước sang một trang mới tươi sáng hơn. Gió tháo tung các biển hàng. Mời bà con cô bác mua hàng đi, mua hàng đi. Mời quý vị vào xem vải của cửa hiệu chúng tôi, hàng đẹp mê ly luôn. Mời quý vị vào xem vải của cửa hiệu chúng tôi, hàng đẹp mê ly. Ôi đẹp quá. Con phố mua sắm này ngày càng nhiều biển hiệu, chúng ta tha hồ mà lựa chọn. Tất nhiên rồi, chúng ta chỉ cần nhìn vào chúng là biết cửa hàng đó bán cái gì rồi. Ông quan hội thẩm quả là sáng suốt à, nghĩ ra sáng kiến đặc biệt này. Chúng ta chỉ cần nhìn lên biển hiệu là có thể biết được giá trị và tất cả những gì bên trong cửa hiệu đó có. Chà chà, nhìn biển hiệu treo bên kia kìa, ở đó có bán trà đấy. Ồ, vậy thì chắc không bán cà phê đâu ha. Tất nhiên rồi, trên biển hiệu đâu có vẽ cà phê, nên bên trong chắc chắn không có cà phê để bán đâu. Những tấm biển là sáng kiến của vị quan hội thẩm. Ông cho rằng tấm biển thể hiện giá trị và tất cả những gì bên trong cửa hiệu. Viên quan hội thẩm là một người khá sĩ diện và máy móc. Ông luôn bỏ nhiều thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài. Chà chà, vẻ ngoài đúng là rất quan trọng. Cái gì đẹp đẽ là phải phô trương hết ra bên ngoài, người ta mới thấy được chứ. Cũng bởi vậy mà mình quy định cả thị trấn phải vẽ tất cả những gì cửa hàng có lên biển hiệu, thật là không hề sai chút nào mà. Chết đâu. À, thưa ông cho gọi con ạ. Ta chuẩn bị ra phố để thị sát, người chuẩn bị đi nha. Nhớ là mang sổ đi cùng để ghi chép cho đầy đủ đó nha. Lần này kiểm tra mà nhà nào còn thiếu phải ghi hết lại thật cẩn thận để còn có biện pháp chấn chỉnh. Vâng thưa ông. Tốt lắm. Tình hình những biển hiệu này đều thể hiện chính xác những gì bên trong có. Như thế mới phải chứ. Trời đất ơi, chúng ta vào đây thử xem coi có lắc tay không nhé. Tôi đang cần mua cái lắc tay lắm á. Trên biển không thấy vẽ lắc tay, vào làm gì cho mất thời gian. Chúng ta nên đi tìm biển hiệu nào có vẽ lắc tay nếu mà vào. Biết đâu bên trong họ có bán. Biển hiệu làm sao có thể thể hiện hết đầy đủ mọi thứ có trong cửa hàng. Với lại tôi nghĩ, đã là cửa hiệu bán nữ trang thì thế nào chả có lắc tay. Ôi bà không để ý, ông quan hội thẩm đã ra chỉ thị cho thị trấn ta đấy ư. Tất cả phải được vẽ lên trên biển hiệu, như thế người ta mới biết cửa hiệu bán những thứ gì để vào mua. Nên cứ theo biển hiệu mà tìm mua đi, cần gì phải vào trong tìm cho mắc công. Kể cũng phải, vậy thì chúng ta tìm cửa hiệu khác thử xem sao. Nhờ có sáng kiến của ta mà việc mua hàng vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm được thời gian nữa. Sao ta lại tài giỏi thế cơ chứ? Đúng là cái thị trấn này có viên quan hội thẩm như ta đáng giá ngàn vàng chứ tưởng à. Kiểu gì mọi người cũng chả mang ơn ta mãi. Có tôi.
Tấm biển hiệu nhà anh bị tróc hết cả rồi kia kìa. Sao còn chưa sơn lại nữa? Ai lại để cái biển hiệu lởm khởm thế mà treo được? Nhìn đến là chướng mắt. Anh đem đi sửa đi. Dạ, gần đây công việc bận rộn quá nên tôi chưa có thời gian sửa. Tôi tính để sang tháng. Sang tháng là thế nào? Biển hiệu tệ như thế sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của cả thị trấn này. Mau sửa lại ngay. Vâng, tôi sẽ sửa ngay ạ. Tôi cho anh hạn sửa 2 ngày đấy. 2 ngày sau tôi quay lại mà chưa sửa xong thì đừng trách quan hội thẩm tôi đây. Vâng. Ghi vào sổ: biển cắt tóc số 11 Tróc Sơn, hạn sửa 2 ngày. Vâng thưa ông. Trời ơi, lại gì nữa đây? Thật không thể chấp nhận được. Cứ nghĩ hôm nay đi suôn sẻ, không gặp trường hợp nào sai sót ấy thế mà. Nhà bà bán cả giấy bút mà không vẽ lên biển thì ai biết đến mà mua cơ chứ? Dạ, tại tôi nghĩ hiểu bán sách thì bán cả giấy bút là điều đương nhiên, nên không cần phải sửa lại biển ạ. Tôi đã ra chỉ thị rồi, chẳng lẽ bà cố tình chống đối sao? Dạ, tôi đâu có dám. Nhưng kỳ thực, nếu vẽ hết lên biển hiệu thì trông rối rắm lắm thưa ngài. Không được, tấm biển là bộ mặt, tất cả phải thể hiện ở tấm biển. Có gì phải vẽ lên hết, rõ chưa? Bà cứ làm thế cho tôi, để người mua khỏi mất thời gian. Hạn sửa cho bà là 1 ngày. Dạ vâng, tôi rõ rồi thưa quan. Ghi vào hiệu sách 35 biển vẽ thiếu giấy bút, hạn sửa 1 ngày. Chỉ 1 ngày thôi nghe không? Không làm thì phạt nặng cho tôi. Dạ, con ghi rồi ạ. Dần dần, người dân trong thị trấn đã hình thành thói quen dựa vào tấm biển để biết bên trong cửa hiệu có gì. Và những chủ cửa hàng mỗi khi có mặt hàng mới đều phải vẽ thêm lên biển, hình vẽ càng ngày càng rắc rối. Mọi người ơi, dòng gió đang ào ào tới kìa. Ôi trời, gió to quá. Cơn giông to quá, tất cả mau vào nhà đi, kẻo gió thổi bay mất. Ôi trời đất ơi, những tấm biển hiệu có vẻ không trụ được rồi. Gió to thế này cuốn đi hết mất. Chắc giờ chúng thường xuyên phải tháo ra để sửa rồi lắp lên trên, không còn được chắc nữa đó. Ôi trời ơi, tấm biển hiệu nhà tôi, của cả nhà tôi nữa, bay hết cả mất rồi, trời ơi. Thưa ngài, bên ngoài rất nhiều người đang đợi cắt tóc ạ. Hả? Cắt tóc sao lại đến đây? Tại vì tấm biển... Đúng thế. Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của ngài thôi. Đó là trong trường hợp biển hiệu của chính chủ thôi. Chứ biển ở đâu bay tới thì đâu có tính. Thôi, mọi người mau về đi. Ta sẽ cho mang biển này trả về chỗ cũ. Trời ơi, tự nhiên lại tai bay vạ gió. May mà sống rồi. Thưa ông, trường học thông báo hôm nay không có ai đi học hết. Công xưởng cũng đang ngừng hoạt động. Tại sao chứ? Lại có chuyện điên rồ gì nữa đây? Mau mau, đi cùng ta tới đó xem sao. Bắn đi. Hoan hô, hay quá, vui quá. Được học thế này có phải thích không? Ôi trời ơi, loạn hết cả rồi. Giờ này là giờ học. Sao tất cả đám bỏ học đi chơi bia thế hả? Thưa quan, chúng cháu đang đi học mà. Quan nhìn xem, tấm biển đề trường học rõ rành rành mà. Nhưng đây thực chất là hiệu bia, không phải trường học. Các cháu không thấy rõ ràng như thế sao? Không sao ạ, chúng cháu thấy học thế này thú vị hơn nhiều. Ôi trời ạ, tức quá là tức. Thế này thì loạn hết rồi, đến là bực mình mà. Thưa ngài, hình như ở công xưởng đang rất gấp, công việc đang bị đình trệ ạ. Lại làm sao nữa, có biển gì ở đó chứ? Thưa, là biển nhận trông trẻ chưa cai sữa, các bà mẹ đang mang con tới đó gửi ạ. Trời đất ơi, tôi đến độn thổ mất, tại sao lại rối tung lên thế này? Biển hiệu ơi là biển hiệu. Thế có khổ tôi không cơ chứ? Bao, đến đó ngay đi. Ôi trời ơi, sao đợi lâu vậy trời? Chắc là do đông trẻ quá, họ trông không kịp. Cho con tôi vào với. Chúng tôi đang bận trông trẻ nên không thể làm việc được. Ngài xem phải giải quyết thế nào đây. Tất cả dừng lại ngay,
không có biển báo gì hết nữa. Từ giờ không được nhìn vào biển để nhận biết bên trong nữa, rõ chưa? Sau đó, quan hội thẩm đã bãi bỏ tất cả những chỉ thị cứng nhắc về biển hiệu và người dân vẫn tìm được những thứ họ muốn mà không cần đến những tấm biển loè loẹt để chỉ dẫn. Thế mới biết, không nên máy móc nhìn vào vẻ bề ngoài để đoán biết bất kỳ một điều gì, vì nó có thể dẫn tới những nhận định sai lệch và gây ra những hậu quả mà chúng ta không thể ngờ tới. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!